Xin chào tất cả các em. Trong bài học ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau ôn tập các phép cộng trừ trong phạm vi 10. Trong bài học này gồm có 2 phần. Phần 1, ôn tập các phép cộng trừ trong phạm vi 10. Phần 2 là phần bài tập. Chúng ta bắt đầu vào phần 1, phép cộng trừ trong phạm vi 3. Cô có các phép tính sau. Cô mời các em hãy nhẩm và đọc thật to cùng cô nhé. 2 cộng 1 bằng 3. 1 cộng 2 bằng 3. 0 cộng 3 bằng 3. 3 cộng 0 bằng 3. Ở trong các phép tính này, các em chú ý cho cô. Trong phép cộng, khi ta đổi chỗ các số cho nhau thì kết quả không thay đổi. Và 0 cộng với một số thì vẫn bằng chính số đó. Một số cộng với 0 vẫn bằng chính số đó. Chúng ta chuyển sang phép trừ. 3 trừ 1 bằng 2. 3 trừ 2 bằng 1. 3 trừ 3 bằng 0. 3 trừ 0 bằng 3. Các em thấy là gì? 3 trừ 1 bằng 2. 3 trừ 2 sẽ bằng 1. Vậy thì kết quả, khi ta lấy kết quả của phép cộng, trừ đi số này thì được số kia, đúng không nào? Và ở đây chúng ta thấy 3 trừ 0 bằng 3. Vậy một số trừ đi 0 vẫn bằng chính số đó. Đấy là những kiến thức mà các em cần nắm để các em áp dụng vào giải bài tập nhé. Các em hãy nhẩm thật thuộc phép cộng trừ trong phạm vi 3 nhé. Bạn nào chưa thật nhớ bài, hãy dừng bài lại bài giảng của cô lại một chút. Chúng mình nhẩm lại nhé. Bây giờ cô mời các em chuyển sang phép cộng trừ trong phạm vi 4. Cô mời các em cùng nhẩm và đọc to cùng cô nhé. 1 cộng 3 bằng 4. 3 cộng 1 bằng 4. 2 cộng 2 bằng 4. 0 cộng 4 bằng 4. 4 cộng 0 bằng 4. Chúng ta sẽ chuyển sang phép trừ. 4 trừ 1 bằng 3. 4 trừ 3 bằng 2, 1. 4 trừ 2 bằng 2. 4 trừ 0 bằng 4. 4 trừ 4 bằng 0. Cô thấy là các em đã nhẩm bài rất là tốt. Cô khen tất cả các em. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang phép cộng trừ trong phạm vi 5. Chúng ta bắt đầu nhé. 4 cộng 1 bằng 5. 1 cộng 4 bằng 5. 3 cộng 2 bằng 5. 2 cộng 3 bằng 5. 0 cộng 5 bằng 5. 5 cộng 0 bằng 5. Chúng ta sẽ tiếp tục phép trừ nào. 5 trừ 4 bằng 1. 5 trừ 1 bằng 4. 5 trừ 3 bằng 2. 5 trừ 2 bằng 3. 5 trừ 0 bằng 5. 5 trừ 5 bằng 0. Các em đã nhẩm bài rất là tốt. Bạn nào chưa nhớ bài, các em có thể dừng lại bài giảng của cô và nhẩm lại nhé. Chúng ta tiếp tục chuyển sang phép cộng trừ trong phạm vi 6. Chúng ta bắt đầu nhé. 5 cộng 1 bằng 6. 1 cộng 5 bằng 6. 4 cộng 2 bằng 6. 2 cộng 4 bằng 6. 3 cộng 3 bằng 6. 0 cộng 6 bằng 6. 6 cộng 0 bằng 6.
chuyển sang phép trừ. 6 trừ 5 bằng 1. 6 trừ 1 bằng 5. 6 trừ 4 bằng 2. 6 trừ 2 bằng 4. 6 trừ 3 bằng 3. 6 trừ 0 bằng 6. 6 trừ 6 bằng 0. Các em nhẩm thuộc chưa nào? Bây giờ chúng ta tiếp tục chuyển sang phép cộng trừ trong phạm vi 7 nhé. Chúng ta bắt đầu thôi. 6 cộng 1 bằng 7. 1 cộng 6 bằng 7. 5 cộng 2 bằng 7. 2 cộng 5 bằng 7. 4 cộng 3 bằng 7. 3 cộng 4 bằng 7. 0 cộng 7 bằng 7. 7 cộng 0 bằng 7. 7 trừ 6 bằng 1. 7 trừ 1 bằng 6. 7 trừ 5 bằng 2. 7 trừ 2 bằng 5. 7 trừ 4 bằng 3. 7 trừ 3 bằng 4. 7 trừ 0 bằng 7. 7 trừ 7 bằng 0. Các em đã nhớ hết chưa nào? Cô thấy rằng các em nhẩm rất là tốt đấy. Bạn nào chưa nhẩm thuộc, chúng mình có thể dừng lại video của cô một chút. Chúng mình nhẩm lại cho thật thuộc nhé. Chúng ta tiếp tục chuyển sang phép cộng trừ trong phạm vi 8. Chúng ta bắt đầu nhé. 7 cộng 1 bằng 8. 1 cộng 7 bằng 8. 6 cộng 2 bằng 8. 2 cộng 6 bằng 8. 5 cộng 3 bằng 8. 3 cộng 5 bằng 8. 4 cộng 4 bằng 8. 0 cộng 8 bằng 8. 8 cộng 0 bằng 8. 8 trừ 7 bằng 1. 8 trừ 1 bằng 7. 8 trừ 6 bằng 2. 8 trừ 2 bằng 6. 8 trừ 5 bằng 3. 8 trừ 3 bằng 5. 8 trừ 4 bằng 4. 8 trừ 0 bằng 8. 8 trừ 8 bằng 0. Ôi, rất tốt, cô khen tất cả các em. Chúng ta tiếp tục chuyển sang phép cộng trừ trong phạm vi 9. Chúng ta bắt đầu nhé. 8 cộng 1 bằng 9. 1 cộng 8 bằng 9. 7 cộng 2 bằng 9. 2 cộng 7 bằng 9. 6 cộng 3 bằng 9. 3 cộng 6 bằng 9. 5 cộng 4 bằng 9. 4 cộng 5 bằng 9. 0 cộng 9 bằng 9. 9 cộng 0 bằng 9. 9 trừ 8 bằng 1. 9 trừ 1 bằng 8. 9 trừ 7 bằng 2. 9 trừ 2 bằng 7. 9 trừ 6 bằng 3. 9 trừ 3 bằng 6. 9 trừ 5 bằng 4. 9 trừ 4 bằng 5. 9 trừ 0 bằng 9. 9 trừ 9 bằng 0. Chúng ta chuyển sang phép cộng trừ cuối cùng. Phép cộng trừ trong phạm vi 10. 9 cộng 1 bằng 10. 1 cộng 9 bằng 10. 8 cộng 2 bằng 10. 2 cộng 8 bằng 10. 7 cộng 3 bằng 10. 3 cộng 7 bằng 10. 6 cộng 4 bằng 10. 4 cộng 6 bằng 10. 5 cộng 5 bằng 10. 0 cộng 10 bằng 10. 10 cộng 0 bằng 10.
10 chứ 9 bằng 1. 10 chứ 1 bằng 9. 10 chứ 8 bằng 2. 10 chứ 2 bằng 8. 10 chứ 7 bằng 3. 10 chứ 3 bằng 7. 10 chứ 6 bằng 4. 10 chứ 4 bằng 6. 10 chứ 5 bằng 5. 10 chứ 0 bằng 10. 10 chứ 10 bằng 0. Cô thấy là các em đã nhẩm bài rất là tốt. Cô khen tất cả các em. Bây giờ, để củng cố về phép cộng trừ trong phạm vi 10 mà chúng ta vừa học, cô mời các em chuyển sang phần bài tập. Bài 1, tính. Cô mời các em quan sát vào các phép tính. Chúng ta thấy rằng trong các phép tính này đều có dấu cộng và dấu trừ. Vậy, khi thực hiện các phép tính này, ta thực hiện như thế nào? Chúng ta sẽ thực hiện lần lượt từ trái sang phải. Các em theo dõi cô hướng dẫn nhé. 4 cộng 5 bằng 9. 9 trừ 7 bằng 2. Rất đơn giản đúng không nào? Chúng ta cùng thực hiện và cùng ôn lại nhé. 8 trừ 2 bằng 6. 6 cộng 4 bằng 10. 2 cộng 5 bằng 7. 7 trừ 4 bằng 3. 1 cộng 2 bằng 3. 3 cộng 6 bằng 9. 9 trừ 0 bằng 9. 9 trừ 5 bằng 4. 1 cộng 0 bằng 1. 1 cộng 7 bằng 8. Như vậy, chúng ta vừa thực hiện xong bài 1. Các em lưu ý cho cô. Với dạng bài này, chúng ta sẽ thực hiện lần lượt từ trái sang phải như cô vừa hướng dẫn. Bây giờ, để củng cố bài tập về dấu lớn hơn, dấu nhỏ hơn và dấu bằng, cô mời các em chuyển sang bài tập số 2. Các em quan sát vào các phép tính cho cô. Để thực hiện được các phép tính này, chúng ta sẽ thực hiện lần lượt tính kết quả của các phép tính, sau đó chúng ta sẽ so sánh với nhau. Các em theo dõi nhé. 3 cộng 2 bằng 5. 2 cộng 3 bằng 5. 5 bằng 5. Vậy 3 cộng 2 bằng 2 cộng 3. Rất đơn giản đúng không nào? Ngoài ra, chúng ta còn thấy rằng 3 cộng 2 và 2 cộng 3 là các số giống nhau. Vậy, hai vế này sẽ bằng nhau. Chúng ta tiếp tục. 8 trừ 5 bằng 3. 2 cộng 0 bằng 2. 3 lớn hơn 2. Vậy, 8 trừ 5 sẽ lớn hơn 2 cộng 0. 3 cộng 7 bằng 10. 6 trừ 2 bằng 4. 10 lớn hơn 4. Vậy 3 cộng 7 sẽ lớn hơn 6 trừ 2. 1 trừ 0 bằng 1. 1 cộng 3 bằng 4. 1 nhỏ hơn 4. Vậy 1 trừ 0 sẽ nhỏ hơn 1 cộng 3. Rất đơn giản đúng không nào? Như vậy, chúng ta vừa ôn tập lại các phép cộng trừ trong phạm vi 10. Trong phép cộng trừ trong phạm vi 10, các em hãy nhớ cho cô một số kiến thức như 0 cộng với một số thì vẫn bằng chính số đó. Một số cộng với 0 thì vẫn bằng chính số đó. Và khi ta đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi. Và thứ hai, đó là dạng bài tập mà chúng ta vừa thực hiện.
Bài học của cô đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài học lần sau nhé.